Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của mình thì bạn hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ là cập nhật về cho bạn cái dự án Sen cũng như là hướng dẫn cho các bạn là rút cái đồng Sen này về cái sàn OTC. Đây là cái sàn OTC nha các bạn. Thì cái này thì mình sẽ là hướng dẫn cho bạn là rút về cái sàn này, chúng ta quy đổi sang cái đồng USDT với cái giá cực kỳ là cao. Rồi, trước khi mà chia sẻ cho bạn thông tin vậy thì mình sẽ là cập nhật cho bạn một chút về cái thông tin về cái kèo mà sàn là MyBit Global. Ở đây thì cái kèo này chúng ta đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ nhận là 50 cái đồng token MBG. Thì cái kèo này mình đã chia sẻ cho bạn ở trên kênh cũng khá là lâu. Thì cái thông tin cái kèo này thì nó còn 9 ngày nữa thì nó sẽ là chính thức là ngừng cho chúng ta nhận miễn phí 50 cái đồng MBG từ cái sàn này. Và cũng là cái thời gian là cho chúng ta giao dịch luôn cái cặp mà MBG này sang cái đồng USDT. Thì đây là một cái kèo hoàn toàn miễn phí, nếu như bạn chưa nào mà chưa làm mà chưa nhận thì các bạn hãy tham gia để chúng ta nhận. Chỉ còn 9 ngày nữa là chúng ta hết cái kết thúc cái airdrop này và chính thức là cho giao dịch. Ở đây thì cái chương trình airdrop này thì nó là theo thông báo là 300 triệu tức tiền MBG. Tuy nhiên thì mới có 38 triệu 657.022 chiếm 12,89% và tổng cái người tham gia có 516.062 người tham gia. Với cái số lượng này thì mới có 12,89% so với cái tổng phần thưởng airdrop, cho nên là phần thưởng còn khá là nhiều và thời gian cũng còn khá là ít, cho nên là các bạn chưa tham gia thì chúng ta tham gia chúng ta nhận. Ở đây thì cái tổng nguồn cung của nó là theo cũng thông báo là 300 triệu token nhé, MBG đây. Và sẽ là cho chúng ta giao dịch vào ngày 31, tức là vừa kết thúc cũng là vừa cho giao dịch luôn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, vào 23 giờ ngày 55 phút 59 giây giờ UTC nha các bạn. Đó, trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà mình chia sẻ để cho các bạn nắm được, cũng như là bạn nào chưa tham gia thì chúng ta tham gia. Ở đây thì các bạn đăng ký thì tài khoản thì các bạn sẽ là nhận về cái ví chính của các bạn ở trên sàn. Mỗi một người đăng ký tài khoản thành công ấy thì sẽ nhận được 50 cái đồng MBG, và bạn giới thiệu được một người thành công bạn sẽ được cộng thêm 20 cái đồng MBG. Và các bạn lưu ý cho mình là cái phần thưởng mà các bạn nhận được nhé, hoàn toàn là không bị khóa, hoàn toàn là được mở luôn nha các bạn. Và sau này khi nít sàn thì các bạn có thể là bán luôn hoặc là bạn có thể là hold đó, và toàn quyền quyết định của các bạn, nó không khóa một đồng nào của các bạn, cho nên là các bạn chưa là tham gia thì chúng ta tham gia. Rồi, ở đây thì mình sẽ quay trở lại cái kèo đào cái đồng sen nhé. Thì kèo đồng sen này, đào đồng sen này thì vẫn đang cho chúng ta đào, và tuy nhiên thì thời gian vừa rồi thì đã cho chúng ta KIC ấy. Thì bạn nào mà đã chưa KIC thì chúng ta KIC, thì mình đã có cái video cách đây 1 2 hôm mình hướng dẫn cho bạn cách KIC, nó khá là đơn giản thôi. Rồi, về như bạn nào mà đã KIC rồi ấy, thì các bạn bấm vào cái bánh răng cưa ở đây nhé, thì bạn sẽ thấy nó có một cái tích xanh ở đây, tức là bạn đã vượt qua KIC, và ở đây là KIC thành công rồi nhé. Thì các bạn bấm vào cái phần ví asset này cho mình. Rồi, cái phần này là phần gửi này, cái phần này là phần rút nhé. Thì các bạn nhấn vào cái phần rút này cho mình, và cái tổng số dư của mình ở đây đã đang có 9.701 đồng sen nhé. Thì các bạn bấm vào phần sen này này. Đó, chúng ta sẽ rút này, nó sẽ chuyển sang chúng ta đến một cái trang khác nhé. Ở đây các bạn lưu ý là nó đang ở cái tiếng Hàn Quốc, thì các bạn đổi cho mình sang tiếng Anh. Rồi sau đó thì các bạn đăng nhập cái tài khoản của các bạn mà các bạn đăng ký ở trên app Đào Sen. Đó, các bạn lưu ý cho mình. Rồi khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ có cái thông tin giao diện như thế này. Đó, ở đây thì mình đã cái thực hiện cái lệnh rút rồi, nó đang ở cái chữ chế độ là pending, tức là đang chờ duyệt nhé. Thì cách rút là khá đơn giản, thì các bạn kích vào đây, và các bạn lưu ý cho mình nhé, khi các bạn đăng nhập vào cái phần này, phần rút đấy mà ở đây nó có cái tích xanh thì các bạn mới rút được, còn nếu không có tích xanh thì các bạn chưa rút được đó, thì các bạn phải là KIC lại hoặc là các bạn chờ nó phê duyệt KIC thì chúng ta mới rút được. Rồi rút tiền thì các bạn nhấn vào withdraw send. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ là dịch sang cái phần tiếng Việt này, tên biểu tượng tức là cái token sen nhé, và số tiền nhập này, số các bạn lưu ý là cái số tiền mà là phải là 1.000 đồng sen, nếu như các bạn số dư chưa đủ 1.000 sen thì các bạn chưa thực hiện rút được. Đó, cho nên các bạn phải đào tiếp cho đến khi các bạn đủ 1.000 sen thì các bạn rút nhé. Thì các bạn nhập số 1.000 đây cho mình.
Rồi, tiếp đến bên dưới thì là cái địa chỉ của đồng sen ở trên cái sàn OTC. Thì các bạn quay trở lại cái sàn OTC cho mình. Ở cái sàn OTC này thì mình cũng đã có video hướng dẫn cho các bạn đăng ký tài khoản ở trên cái sàn này rồi á. Thì bạn nào mà chưa có đăng ký ấy, thì mình sẽ gửi link cho các bạn để các bạn đăng ký. Sau khi mà đăng ký sàn xong thì các bạn nhấn vào vào cái phần wallet này. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái đồng sen nhé. Đồng sen này ở trên này thì là nó không có cái đề là cái mạng gì, thì các bạn cứ chỉ cần bấm mỗi phần sen này thôi. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần này, cái chữ này nhé, phần gửi này, nhận này, các bạn bấm vào đây. Nó sẽ hiện lên cho chúng ta cái địa chỉ ví ở đây. Thì các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ là copy. Ở cái đồng sen này nó thuộc cái mạng là ETH đó, mạng Ethereum nhé. Rồi chúng ta chỉ có cần có một mạng thôi, thì các bạn chỉ cần copy một địa chỉ này thôi. Rồi sau đó các bạn quay trở lại cái phần mà rút tiền, thì các bạn dán cho mình cái địa chỉ của bạn vào đây. Đó. Sau đó thì các bạn nhấn vào phần rút nuôi. Sau khi các bạn nhấn vào rút nuôi thì nó sẽ là đến cái phần mà hiện ở bên dưới này, cái lịch sử rút đây. Rút ở đây thì là mình đang ở cái chế độ chờ rút, nó sẽ là hiện được cái chữ là pending. Nếu như các bạn chưa dịch sang tiếng Việt thì nó có cái chữ pending ở đây, thì nó là chờ duyệt nhé. Ở đây thì mình cũng đã là thiện rút rồi, mình đã test trước để mình thử rút rồi. Thì ở đây thì mình hiện tại thì nó vẫn đang ở chờ phê duyệt, có thể là từ từ 1 giờ đến 24 tiếng đồng hồ thì nó có thể nó sẽ là trả về ví cho chúng ta. Đó, thì sau khi mà các bạn nó trả về ví cho chúng ta thì các bạn nhấn vào phần wallet này thì các bạn sẽ thấy được cái số dư của bạn ở đây. Thì hiện tại mình rút nó chưa thành công cho nên là mình chưa rút được. Và ở đây thì nó có một cái sau này các bạn quy đổi sang cái đồng từ đồng sen này sang USDT thì các bạn sẽ là mất cái phí cái đồng OTC. Thì sau này chúng ta có thể là chúng ta sẽ là phải gửi cái đồng USDT vào đây, chúng ta mua cái đồng OTC, sau đó thì chúng ta làm cái phí giao dịch để chúng ta giao dịch cái đồng sen này. Thì khi mà mình nhận được cái đồng sen này về ví thì mình sẽ là thực hiện giao dịch mình bán, thì mình sẽ là làm cái video hướng dẫn cho bạn chi tiết ở những cái video sau. Thì để giao dịch thì các bạn nhấn vào cái phần exchange này. Các bạn nhấn vào phần exchange thì các bạn sẽ là nhập cái số của bạn cần muốn bán vào đây. Ví dụ như mình nhập vào số 300 cái đồng sen chẳng hạn thì nó sẽ là quy sang cái đồng USDT thì sẽ là khoảng tầm 30 đô. Đó. Thì nó cũng xấp xỉ như vậy. Đây các bạn chọn cái đồng sen chẳng hạn. Đó, sau đó thì các bạn nhấn ở đây chúng ta sẽ là chọn cái đồng USDT thì chúng ta sẽ là nhập nhập cái số mà chúng ta cần muốn bán ở đây. Đó, thì chúng ta bán hiện tại thì cái ví của mình nó chưa có cái số dư cho nên là mình cũng chưa thể là nhập cái phần này chúng ta trao đổi được. Rồi, ok thì hiện tại thì mình vẫn chưa rút được thành công cái đồng sen cho nên là mình cũng chưa làm các bước tiếp theo được. Thì khi nào mà mình nhận được cái đồng sen về cái ví sàn này thì mình sẽ thực hiện là cái bán cũng như là làm cái video cập nhật cho các bạn những cái thông tin ở sau nhé. Rồi cái video này thì mình xin được tạm dừng và kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.